đi làm đá thôi chứ không làm ruộng. Làm đá lương cũng ổn định lắm á. Và lương cao á. Làm đá ngày chắc cũng nhiều tiền anh hả? Nói chung thì mình đi làm công thì cơm nuôi ngày 600. Còn nếu mà nhận khoán phải mười mấy 20 triệu rồi. Wow. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại chương trình ngày hôm nay. Hôm nay có một anh trai cũng từ thành phố Hồ Chí Minh xuống đây nhờ anh em kết nối tìm kiếm một nửa yêu thương của mình. Thì anh cũng khá trẻ, liệu ngày hôm nay anh có tìm được một ai đó phù hợp với mình hay không? Và cái yêu cầu anh đưa ra để tìm người vợ tương lai nó cũng khá là độc lạ đấy. Thì anh cứ chờ chút xíu xem được không nhá. Căng thẳng quá ha. Rồi thay mặt anh em ở đây xin chào anh. Vâng, em chào tất cả các anh làm chương trình. Anh giới thiệu chút xíu cho mọi người biết cái thông tin của mình ha. Em tên là Lê Văn Sơn, sinh năm 1980. Rồi. Quê gốc ở Thanh Hóa, này mới vào Sài Gòn để làm ăn ở trong này. Anh vô trong đây lâu chưa? Em mới vô từ hôm Tết đến giờ. Tình trạng hôn nhân của mình thế nào anh ha? Tình trạng là em ly hôn được hơn 4 năm rồi. Bên Minh Hùng có bán nước cốt nhàu ở nhà tự làm. Ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Từ 2019. Mình có mấy người con anh ha? Dạ em được hai cô con gái hiện đang ở với ông bà nội. Lớn hết chưa anh ha? Dạ đang còn nhỏ. Cháu nhỏ. Đầu mới 15 tuổi. Cháu thứ hai mới được 8 tuổi. Hiện tại mình công việc mình đang làm công việc gì anh hả? Em làm công việc tự do làm bên đá ốp lát Hoa Cương á. Lương tháng mình đỡ không? Dạ cũng tạm rồi. Thế từ hồi mình đã rồi có tìm hiểu cô nào chị nào chưa? Dạ không, em ly hôn xong là em đi Đài Loan, em mới về hôm Tết đến giờ. Đi Đài Loan hả? Làm công việc bên đó hả? Đi lâu không? Được bao nhiêu năm? 2019, cuối 2019 em đi đến 2003, cuối 2003 là em mới về hôm Tết đây. Mình đó mình đi lao động hay sao? Dạ em đi lao động. Trời, chắc lương tháng cũng ngon hả? Dạ cũng... Đi mấy năm mới về? Em đi được hơn 3 năm. 3 năm? Dạ. Về chắc cũng được có một số tiền là khá lớn hả? Có ít thôi, đi mình đi lao động. Dư sức cưới vợ đúng không? Và nói chung là cũng đủ tiền để cưới vợ. Thế bây giờ mình cưới vợ về rồi mình về nhà mình ở hả? Nói chung là em có cái nhà cấp 4 ở quê thôi chứ còn em vào trong đây mới vào trong đây nên là ở dưới mình còn ruộng vườn nhiều không? Dạ. Ở dưới mình còn ruộng vườn nhiều không? Ruộng thì ông bà nội làm có mấy sào để ăn với chăn nuôi thôi, không làm nhiều. Em là chủ yếu là làm bên đá, em chỉ đi làm đá thôi chứ không làm ruộng. Làm đá lương cũng ổn định lắm á. Lương cao á. Làm đá ngày chắc cũng nhiều tiền anh hả? Nói chung thì mình đi làm công thì cơm nuôi ngày 600. Còn nếu mà nhận khoán phải mười mấy 20 triệu rồi. Đá Hoa Cương nè. Dạ. Và mình làm bên kỹ thuật cắt này kia đúng không? Và nói chung là mình nói cái gì làm về đá Hoa Cương là làm hết. Giỏi ha. Xuất khẩu lao động. Bây giờ có mới vốn rồi. Giờ công việc ổn định. Tìm một nửa yêu thương mình nữa là ok ha. Bây giờ mình tìm một phụ nữ của mình độ tuổi bao nhiêu đến bao nhiêu? Nói chung là tùy duyên thôi chứ còn không nói trước được, thường mình muốn cũng không được. Thì ấy, bây giờ mình cũng cho độ tuổi để các cô các chị người biết. Em muốn em nay 44 tuổi thì từ 48 đổ lại đến 35. Mình cho 50 luôn cho chẳng. Không, 50 thì nhiều quá. Trời, 2 tuổi nữa cũng hơn một vài tuổi vẫn được. Rồi, từ 35 đến 48 ha. Tới mình có cần một người phụ nữ giỏi giang kinh doanh buôn bán hay là một người phụ nữ lao động bình thường thôi? Nói chung là tùy duyên, không cái đó thì mình nếu mình gặp người giỏi giang buôn bán thì cũng thì được, càng tốt. Nói chung là em cũng hướng về kinh doanh nên là
Thế bây giờ một người phụ nữ đến với mình mà điều kiện không có thì anh có thể tạo điều kiện cho buôn bán kinh doanh được không? Dạ cái đó thì được, nói chung là hai vợ chồng cốt lên lại thì càng tốt. Vợ thì buôn bán mình đi làm lương tháng 20 triệu ok ha. Nói chung là nếu như mà có vợ thì em cũng muốn hai vợ chồng mở riêng ra một cái cửa hàng để mình đi làm. Đúng rồi. Vâng. Anh theo dõi chương trình của anh em lâu chưa? Dạ. Anh theo dõi chương trình này lâu chưa? Em là cũng mới xem đây thôi. Nhưng mới xem gần đây hả? Thì em có xem bên anh Tuấn Vĩ với lại anh Thị. Rồi, mới xem gần đây ngày quyết định lên luôn. Vâng, mình suy nghĩ mất mấy đêm rồi mình mới lên đây. Dạ. Suy nghĩ mất mấy đêm. Nói chung là em đăng ký với anh là gần một tuần rồi. Gần em... một tuần là quyết định lên luôn á. Dạ. Thế thì mình quay lại quá khứ chút xíu. Thì cái cuộc hôn nhân trước á, thì lý do tại sao mà mình đổ vỡ? Nói chung là cũng một phần là do em hay đi làm nên là thôi cái chuyện đó thì nếu mà để mà nói ra thì không ai đổ lỗi cho ai được, cũng một phần là do mình nữa nên do là mình đúng không đó. Thì cái điều không, quan trọng không là trách mình... người ta được chứ cái điều quan trọng là mình biết lỗi của mình và mình thay đổi đúng không nói anh? Chung là không phải là mình bố vợ nhưng mà do đó cũng là do một phần là như mình không nhưng mà mình đi làm là mình đi làm về công việc lo đúng cho rồi, gia đình đúng rồi. Nếu mà anh đi chơi nó khác, mình đi làm nó không, khác không, nó cũng chưa chắc phải như vậy anh. Công việc lo gia đình nhưng mà nó phải sự hài hòa giữa công việc và gia đình chứ không phải cứ lấy cớ là làm cho lo gia đình mà bỏ bê vợ con, nó cũng không đúng. Không, cái đó thì cũng không phải là bỏ bê vợ con, nói chung là mình cũng rất là lãng mạn. Ý là nó phải hài hòa đúng rồi, cái gì nó phải hài hòa trong cuộc sống giữa công việc và gia đình. Là mình hay duyên nên là vợ đi bước khác. Nói chung là anh tự nhận lỗi là do mình đúng không? Rồi quan trọng là anh biết lỗi do mình và bây giờ anh khắc phục lại thì nó dễ hơn. Thì ví dụ mà anh biết lỗi của anh mà anh không thay đổi thì bây giờ anh có cưới 3-4 người nữa thì nó cũng sẽ đổ vỡ thôi. Rồi. Cái quan trọng là ý em muốn hỏi là như vậy. Đúng chứ không phải là mình muốn đào về quá khứ làm gì. Đó, nên là chắc bây giờ anh cũng rút ra được bài học cho kinh nghiệm bản thân mình rồi ha. Nếu như mà mình không đi làm ăn xa thì không đổ vỡ. Nếu như mà ở nhà thì không bao giờ. Thì bây giờ phải lấy vợ về thì vợ đâu chồng đấy. Đúng rồi. Mình rút ra cái kinh nghiệm đấy. nhất định rồi. Đấy. Giờ có cho thêm tiền cũng không dám đi xa. Nữa. Đúng. Không chính đi xác. Nước ngoài nữa ha. Không, nước ngoài là sau này đổ vỡ xong rồi mới đi. Thế tính tình mình sao nè, mình có khó tính không, nóng tính gì không? Nói chung là cũng ít nói. Em rất là ít nói. Nói chung là cũng nhẫn nhịn được, nhẫn nhục được. Bởi vì là em đi làm cái ngành đá này là phải nhẫn nhịn. Tỉ mỉ. Vâng, tỉ mỉ. Bởi vì nếu như làm cái ngành này mà nóng tính là không lấy được tiền. Nên là mình phải... Nhiều cái mình làm xong rồi nhưng mà chủ nhà không ưng mình phải bóc ra. Đó là phải nhịn. Nên là cỡ nói chung là... Không, cái đó thì công việc. Và về gia đình gia đình thì anh có khó tính gia trưởng không? Không gia trưởng, bởi vì là em cũng đi ra làm cũng rất là sớm nên là về cái lối sống với người ở ngoài Bắc thì nó không có gia trưởng nữa, bởi vì là mình đi ra mình giống như kiểu là học được cái lối sống của người phương Tây ấy. Mình thoáng sống, rất thoáng. Bây giờ mình thích ra người phụ nữ tính cách như thế nào nè? Nói chung thì người đàn ông nào mà cháu không muốn vợ mình hiền. Nhưng mà cái đó thì nó vô duyên à. Nhưng mà mình có cần một người tài giỏi không? Hay là một người chỉ bình thường thôi? Thì tất nhiên thì nếu như mà mình gặp được người tài giỏi thì càng tốt. Tốt, còn nếu bình thường có được hay không hay là không được? Cũng được. Vâng. Một người ví dụ như một người làm công nhân bình thường đi. Vâng. Cũng được. Bởi vì là mình cũng làm công nhân mà, chứ tao phải là... Thì đó mình cứ trao đổi thẳng thắn như vậy cho các chị nghe, các chị biết. Nhiều khi anh cứ im im người ta cứ tưởng anh phải cần người giỏi này. Giống như có anh kia lên kìa. Phải nói là lấy vợ phải cần cái bằng đại học. Đó, phải nói cho em mới biết được. Không, mình phải biết là mình như thế nào chứ mình mà bây giờ anh mình đi học hết lớp 10 thôi nhưng mà phải lấy vợ có bằng đại học. Bây giờ cái độ tuổi của anh như vậy đó thì mình tìm một người trẻ thì đương nhiên chắc có thể là đổ gãy thì cũng phải có con, đến với anh có được không? Nói chung là về trẻ là em không thích. Thì ba mấy tuổi cũng phải có con rồi.
Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Và đúng không? Nói chung là có con thì mình về góp gạo thổi cơm chung, thì con vợ mình cũng như con mình thôi. Đó là mình phải, trước hết mình phải thương con người ta, thì bởi vì người phụ nữ người ta hy sinh vì con cái nên là mình phải thương con người ta trước đã. Rồi là bây giờ mình có nhậu nhiều không anh? Không, nói chung là em chỉ có khi nào đi đám cưới thì đi nhậu thôi, chứ còn bình thường ít nhậu. Thuốc lá rồi thuốc lá thì bạn gì có không? Không. Thuốc lá ngày xưa thì ở làm ở trong đây thì cũng ngày hai gói, nhưng mà giờ cũng nói chung là cũng bỏ đi nhiều rồi, 3-4 ngày mới hết gói. Dạ, nói chung vẫn có nhưng mà ít đúng không? Dạ. Thế mình có cần một người nữa yêu thương mình là ở khu vực nào không? Hay là ở đâu cũng được? Nói chung là ở nơi nào cũng được, nếu như mà đã hợp với nhau rồi thì ở đâu cũng được. Không quan trọng. Và anh ấy cũng dễ tính ấy nhỉ? Dạ. Thế thì bây giờ anh hiện tại anh đang sống ở đâu? Đang sống ở quận 12. Là mình đang ở nhà đó hay là trọ hay sao? Ở nhà ông anh. Cái nếu bây giờ mình lập gia đình về thì mình sẽ ở đâu? Lập gia đình à? Nếu như lập gia đình mà để mà hai người đến với nhau được thì cái đó thì giữa hai người bàn bạc với nhau là nên sống ở đâu. Còn công việc của em thì chỗ nào sống cũng được, bởi vì công việc của em nơi nào cũng làm. Dạ. Nên là rất dễ. Nhưng mà anh đi về quê thì mình cái nghề làm đá nó ít hơn. Ở ngoài quê thì nghề đá nó ít. Nên là em mới vào đây. Em cũng đã mở ở ngoài quê rồi nhưng mà không có công việc nên là em phải vào trong này làm. Nói chung là cũng dễ đúng không? Vâng. Ở đâu tùy theo người phụ nữ mà tương lai của mình. Vâng. Thế anh, cái tính của anh là có những cái điểm xấu nào không, hay là có những cái điểm nào mà mình cảm thấy mình chưa tốt? Nói chung là người đàn ông thì ai cũng phải có cái một cái điểm xấu và cái điểm tốt cả. Đó là cái điểm xấu đó có thể cho qua được. Điểm hình như là điểm xấu gì nè, nêu sơ sơ lên tí. Điểm xấu thì thỉnh thoảng là hơi cáu gắt. Đó, à. Mình nên bảo bớt nữa. Và đúng rồi. Nhưng còn điểm tốt thì được cái là biết nấu ăn, rất thích nấu ăn. Hay vậy. Và đúng, đó là điểm mạnh nhiều chị thích ấy. Cái thứ hai là mình đi làm rồi nhưng mà về nhà công việc nhà, dù cái rửa chén hay là lau nhà mình vẫn làm bình thường. Giỏi ở ngoài, công việc nhà cũng giỏi ha. Nói chung là nấu ăn cũng được. Tôi thích nấu ăn về món đấy. Rửa lấy nước làm việc nhà. Ăn cơm xong rồi ai rửa bát anh? Nói chung thì nếu như vợ rửa thì mình làm việc khác, còn mà không thì vợ làm việc khác thì mình rửa cũng không sao, cái đó thì rất bình thường. Vì mình là bản chất là người dân lao động nên là nó không cầu kỳ về cái chuyện đấy. Rồi. Thì anh chia sẻ nãy giờ thì cũng khá đầy đủ rồi ha. Vâng. Thì bây giờ có để kết thúc chương trình thì anh có lời nào anh muốn nhắn gửi tới các chị cũng như là các quý vị khán giả đang theo dõi video ngày hôm nay không? Nói chung là em cũng mong hy vọng chương trình là để tạo điều kiện để cho em tìm một người yêu thương của mình. Và cuối cùng là em cũng xin cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện để cho em lên livestream hôm nay để đi tìm trên đường, đi tìm một người yêu thương cho mình. Xin thành cảm ơn chương trình. Cũng xin cảm ơn anh. Thì thay mặt anh em cũng xin chúc anh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, công việc thuận lợi. Đặc biệt là sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nhé. Và hạnh phúc mới này hy vọng nó sẽ bền vững đến hết cuộc đời còn lại của mình luôn. Thì hôm nay lên đây anh có đồng ý cho mọi người sử dụng hình ảnh và video của mình để chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội khác nhau và cam kết là không gỡ xuống, thì anh có đồng ý không? Dạ đúng. Ok ha. Cảm ơn anh. Dạ. Rồi. Mình là người thật việc thật nên là mình không á.
Đúng rồi, cũng xin cảm ơn toàn thể quý vị khán giả đã đón theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Mọi người nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông để đón xem những video lần sau một cách nhanh nhất và mới nhất. Và đừng quên để lại những lời bình luận góp ý ở phía dưới cho câu chuyện này có góc nhìn đa chiều hơn. Bây giờ xin cảm ơn và xin kính chào. Vâng, xin chào chương trình. Chào anh. Dạ. Chào anh.